thưa quý vị, tận dụng nguồn thức ăn dồi dào ở địa phương thì cách đây 4 năm gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng ở Bon Đắc Rơ La, xã Đắc Rót, huyện Đắc Min đã bắt đầu nuôi dê bo, một giống dê có nguồn gốc từ Nam Phi với ưu điểm nổi bật là lớn rất nhanh cũng như là cho sản lượng thịt nhiều hơn các loại dê thông thường. Và trong chương trình Nông nghiệp xanh ngày hôm nay thì mời quý vị cùng ghé thăm trang trại của gia đình anh. Từ 6 cá thể ban đầu, hiện nay gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng đang có đàn dê hơn 100 con, trong đó có 60 dê mẹ sinh sản. Theo anh Hoàng, dê bo sau nuôi khoảng 1 năm sẽ bước vào giai đoạn hậu bị và 6 tháng sau có thể cho lứa dê con đầu tiên với từ 1 đến 2 con. Nếu chăm sóc tốt, dê mẹ đẻ trung bình khoảng 2 lứa 1 năm. Con dê nó có thu nhập mà cũng khá được. Thứ hai là mình tận dụng được nguồn phụ phẩm của trong vườn, mình một số đất mình trồng cỏ, rồi cành lá ở trên làm trụ tiêu, mình lấy về được cho dê ăn. Đó là lý do mà tôi chọn tôi con vật nuôi này để tôi làm hướng đi mới trong gia đình. Khi mà chọn cái giống dê này thì anh thấy nó có những cái đặc điểm nào mà nó nổi trội hơn các cái giống dê khác để mình quyết định là nuôi loại giống này ạ? Ban đầu gia đình mình thì nuôi 6 mẹ bách thảo. Xong qua quá trình chăm sóc 1 năm, mình thấy con dê bo mà nó mọi người giới thiệu cho mình ấy, là nó có khả năng là kháng bệnh hơn mà mau lớn. Nó ăn được rất là nhiều loại lá, lá xoan, lá mít, lá bơ, rồi cỏ. Và ngoài cái nguồn lá mà như anh đề cập thì có ăn cho ăn thêm cám không anh? Có thêm được, mình cho ăn thêm cám bắp, cám gạo, rồi phụ phẩm là bã đậu lành, rồi bã bia. Ngoài cái việc nó rất là dễ tính trong ăn uống như anh vừa đề cập ấy ạ, thì khi mình nuôi dê này nó hay bị mắc bệnh gì không anh? Thì một số bệnh thay đổi thời tiết thì dê nó hay bị mắc cái chứng bệnh là viêm phổi. Còn bên mà mình thay đổi về thức ăn thì dê nó hay mắc những bệnh như là tiêu chảy, rồi chứng hơi dạ cỏ. Đó là những cái bệnh mà rất là thông thường do thời tiết gây ra cho mình. Và mình tự xử lý hết được hả anh? Mình tự xử lý được hết. Vâng. Hạn như là tiêu chảy thì mình có thể là dùng mấy cái lá thuốc lam sao lên rồi mình cho dê uống và cũng phòng chống được. Hoặc là mình có thể dùng lá chuối cộng với lá mít và lá ổi mình cho dê ăn, nó cũng khắc phục được cái bệnh đó. Đối với cái giống dê này thì mình nuôi khoảng bao nhiêu tháng thì bắt đầu dê cái có thể sinh sản được anh? Một con dê khi mới sinh ra mà để nuôi cho tới mà khi nó được sinh sản á, qua quá trình thì cũng mất khoảng 12 tháng. Rồi khi đó là trở thành một con dê hậu bị. Với cái số cân nặng là 25 kg là bắt đầu là cho phối giống. Thì trong quá trình đó thì khoảng 6 tháng là bắt đầu là con dê đó sẽ được sinh sản. Một lần sinh sản là nó mang lại cho mình khoảng từ 1 đến 2 con. Và cái lứa đẻ của nó có dày không ạ? Một năm khoảng mấy lứa ạ? Một năm một con dê mẹ thì sinh sản 1-2 lứa cho một năm. Dê thương phẩm khi đạt trọng lượng từ 20 đến 25 kg thì anh Hoàng bắt đầu bán giống. Căn cứ vào hình thể từng con dê, độ thuần chủng và chất lượng sinh sản trong tương lai mà mỗi cá thể sẽ có mức giá khác nhau và thường dao động từ 180.000 đến 300.000 đồng 1 kg hơi. Với mức giá này, mỗi con dê giống bán ra đang giúp anh Hoàng thu về từ 4 đến hơn 5 triệu đồng. Quá trình nuôi, anh cũng tìm tòi để thiết kế, làm hệ thống chuồng phù hợp, thuận tiện cho dê sinh trưởng và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đàn dê. Trong quá trình chăn nuôi thì 4 năm trời, mình đã xây dựng là tất cả là 3 cái chuồng nuôi. Mỗi một cái chuồng nuôi là mình thấy nó không được thoải mái cho người chăm sóc. Với lại con vật nuôi thì thế sinh trưởng rất là kém, từ một sàn chuồng nuôi lên 1 mét. Rồi mình làm cho tới giờ là lên 2 mét, từ mặt đất lên. Chuồng trại cao lên thì nó con dê nó đỡ mắc một số bệnh viêm phổi với lại đau mắt. Vào chuồng của mình thì thấy là cái quy mô đầu dê nó cũng tương đối lớn, nhưng mà cái mùi từ các cái chất thải của dê thì nó cũng không có nặng mùi ạ. Cái này là do mình xử lý như thế nào, anh có kinh nghiệm gì không ạ? Xài những chế phẩm sinh học để mình xử lý giảm nhẹ mùi hôi trong chuồng.
rồi trực tiếp cho con dê vô thức ăn. Vâng, và hiện nay thì như mình xử lý môi trường thế này thì khoảng bao nhiêu lâu thì mình vào một lần ạ? Mình xử lý là một tuần là mình xử lý một lần, kết hợp rửa chuồng trại, tắm rửa cho dê xong là mình xử lý. Sau một thời gian nuôi thì ngoài cái việc mà có nguồn thu từ bán dê giống, dê thịt thì cái phân anh phân mình thải ra từ cái chăn nuôi này thì hỗ trợ nào trong cái quá trình mình trồng trọt ở ngoài vườn ạ? Con dê thì nó ăn và nó thải ra một lượng phân cũng khá lớn, nên là gia đình tôi là cứ một tuần dọn chuồng trại là một lần, rồi mang phân ra ủ với chế phẩm sinh học để xử lý. Và quá trình ủ mất khoảng một tháng là mình mang ra bỏ cho cà, quả tiêu. Với cái công thức đấy, gia đình tôi cũng tiết kiệm được một năm khoảng 80 triệu đồng. Thưa quý vị khán giả, với cách làm của gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng thì gia đình anh không chỉ có được nguồn thu từ chăn nuôi mà còn tiết kiệm được cái chi phí phân bón trong trồng trọt để mà tăng cái sản lượng đối với vườn cà và vườn tiêu của gia đình. Và nếu quý vị muốn học hỏi mô hình nuôi dê bò của gia đình anh Hoàng thì mời quý vị cùng đến địa chỉ tại Bon Đắc Rờ La, xã Đắc Rót, huyện Đắc Min. Anh Hoàng sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với quý vị về cái hướng đi mới này.